Chào tất cả các thầy cô thân mến, chào mừng tất cả các thầy cô đã quay trở lại với kênh YouTube của thầy Long Tiểu Học. Ngày hôm nay em lại làm một video nó liên quan đến giáo dục một xíu. Đó là như các thầy cô đã biết thì vào ngày mai, ngày 15 tháng 8 năm 2023, thì lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục sẽ có một cuộc trao đổi giáo viên hỏi và bộ trưởng trả lời dưới hình thức là trực tuyến và trực tiếp giữa 63 tỉnh thành, và mỗi tỉnh thành sẽ có những cái điểm cầu khác nhau. Vậy thì nếu là một người giáo viên thì các thầy cô mong muốn chia sẻ những cái điều gì, những cái câu hỏi gì để hỏi lên bộ trưởng, thì các thầy cô hãy bình luận vào video này nhé. Đấy, bình luận vào video này những cái tâm tư, những cái nguyện vọng của các thầy cô và cần được giải đáp, hay là những cái chế độ chính sách gì đó, thì các thầy cô hãy bình luận vào video này. Mình làm video này là để nhắc cho các thầy cô biết là ngày mai chúng ta sẽ có cuộc gặp trao đổi giữa giáo viên và bộ trưởng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đấy nhé các thầy cô. Vậy nếu các thầy cô thấy video này hay, để lại cho em một like cũng như một đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các thầy cô.